Hello, xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay là thứ ba bên Mỹ rồi. Thì cũng như là mọi khi thôi, thì mình chúc cho cô chú anh chị ở bên Việt Nam cũng như là bên Mỹ một buổi tối và một buổi sáng vui vẻ hạnh phúc bên gia đình mình nha. Thời sự hôm nay thì rất là nóng bỏng, có rất là nhiều các kênh YouTube cũng đưa tin rồi và báo chí cũng đưa tin rồi. Cô chú anh chị thấy là Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, người coi như là cùng tuổi với Tony Phạm, sinh năm 1970, bỗng dưng là xin từ chức. Thì cái việc từ chức này thì nó có liên quan gì tới bà Nguyễn Phương Hằng không? Có liên quan gì tới là cái bà Lan mà ở tỉnh Vĩnh Phúc hay không? Thì báo chí cũng đưa tin và rất nhiều các Facebooker người ta cũng đưa tin về vấn đề này. Thực hư như thế nào? Chúng ta thử đi bàn luận nha. Nhưng mà chúng ta nhìn lại cái việc mà ông là chủ tịch nước lúc trước tiền nhiệm, đó là ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng là chủ tịch nước, sau đó là cũng xin từ chức nha cô chú anh chị, rồi tới bây giờ là ông chủ tịch nước, đó là ông Võ Văn Thưởng cũng xin từ chức. Một nhiệm kỳ mà tới ba chủ tịch nước, cô chú anh chị thấy là một sự việc rất là nóng đúng không? Chưa bao giờ thấy mà cô chú anh chị thấy là một nhiệm kỳ mà tới là ba chủ tịch nước. Vậy thì những chủ tịch nước này có liên quan gì tới các doanh nghiệp hay không? Dĩ nhiên rồi. Có rất nhiều người cũng đã nói vì sao cô chú chị là làm cái gì cũng vậy cũng phải có tiền. Cô chú anh chị cứ nhìn thử coi, chúng ta đặt câu hỏi là tại sao các con cháu của là các quan chức đó tiền bạc đâu để đi qua bên Mỹ này mua nhà mua xe ở lại cô chú anh chị đúng không? Lương ba cọc ba đồng thì làm sao mà có tiền đúng không? Đó là những cái dấu hỏi của chúng ta thường thấy trên diễn đàn xã hội. Rồi, chào em Bảo Thoa, chào chị Đức Phạm nha. Rồi chào Hoa Nguyễn, chào Phong Trần, đừng có xàm tào lao mà về Việt Nam nó còng cái đầu nha con. Bố thiên sư nhà mày, Phong Trần. Mày biến bố mày đi, mày kêu ai bằng con? Mày lớn bao nhiêu tuổi? Phong Trần, mày đừng vô đây á mà mày nói nha, tao nói về đó, còng thì còng đi. Mẹ bố thiên sư nha mày, mày bao nhiêu tuổi mà mày kêu tao bằng con? Hả? Mày bao nhiêu tuổi? Tao hỏi mày là Phong Trần. Mày bao nhiêu tuổi? Mày bao nhiêu tuổi mà mày nói tao bằng con? Mày không nghe thì đi chỗ khác chơi, tao nói sẽ chịu trách nhiệm. Chứ tao tao nói là tao đưa cái mặt ra. Chứ tao không phải tao nói mà là tao giấu mặt, giống như thằng Mộc TV hoặc những kênh YouTube mà giấu mặt để nói. Tao nói là tao chịu trách nhiệm nè. Đúng không? Chứ mày là cái gì mà vô đây mày coi như là mày con mày xưng con ai? Biết. Bố thiên sư nhà mày mày vô mà tự nhiên mày chơi một cái câu nghe thấy ghét thôi. Tao nói vậy đó là làm sao? Hả? Đâu rồi? Người ấy đâu rồi? Mẹ bố thiên sư nha mày, mày mày vô đây có ai ông quyền lực ở đó rồi, cà lê đâu, cho đi xuống dưới kia đi mẹ mày, mày mày vô tự nhiên mày nói tự nhiên tao mất lửa. Tao nói vậy sao? Mày bao nhiêu tuổi Phong Trần? Mày bao nhiêu tuổi mày kêu tao một con? Biết có ai nhấn nó giùm tôi để tao cho nó biến nó cho đồ đi, nói không ở lại nghe nghe ở lại nghe, còn không là biến chỗ khác nghe chưa. Bố thiên sư nhà mày vô kêu con bình luận cho đàng hoàng vô nghe, không thích biến vô là chơi là con rồi là mày tao tí tớ, tao nói vậy đó, tao nói tao chịu trách nhiệm đúng không? Rồi nó còn đó không hả? Đừng có xàm tào lao mà về Việt Nam, mẹ cái thứ nhà mày xàm cái gì hả? Nó sờ sờ ra mặt đó mà không thấy tôi xàm với không xàm, cứ ngồi đó đi, bình luận một câu nữa là kể như là cho đi xuống là đi là tàu, bố láo bố xin vô là xàm xí đú vô kêu người ta bằng con. Mày lớn hơn tao bao nhiêu tuổi? Hết tự nhiên chức chửi nó kìa. Rồi bây giờ còn còn không cái gì đây, bố thiên sư nhà mày tao vẫn còn à? Ở đây coi kìa, tao cho mày xuống cầu tiêu không cờ lê cờ 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 lê cờ lết mỏ lết bố nó mất tiêu rồi, thằng này nó bố láo ghê, tao vẫn còn đây thì ôi okay, mày ở đó đi để tao nhấn đầu mày xuống dưới cầu tiêu nè, mày vẫn còn đây à, bố thiên sư nhà mày này xuống cầu tiêu là đồ thứ ngu nè ngu chưa hả? Rồi mày 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 có quyền được nói không hả? Mày có quyền được nói không hả? Phong Trần, mày có quyền được nói không? Im chưa hả? Bây giờ mày bình luận được ấy, mày bình luận lên được cái tao ấy, tao tao coi như tao mới vui đúng không? Xạo láo vô cái là vô, người ta rất là văn minh lịch sự kêu con mày tao tí tớ ghét đúng không? Rồi bây giờ là vấn đề cô chú anh chị thấy là cái vụ của bà Nguyễn Phương Hằng này khởi xướng ra ha, tôi nói là khởi xướng nha, tôi dùng từ bây giờ chính xác là khởi xướng ra là việc của ông Võ Hoàng Yên đúng không? Có rất nhiều người nói đây sao giờ vô trễ vậy, nó không nhấn đầu đi nó chửi tá là bùng binh hết trơn, rút cờ lê luôn, bây giờ có cờ lê mà không biết làm
nó vô nó chửi con cháu rồi mới lớn tuổi rồi. Bố thiên sư nhà nó, mình năm mấy tuổi nó vô nó kêu mình bằng con, chậm thế nha. Đọc báo đảng là ok đấy, tôi đọc báo, tôi chỉ dẫn cho con chú anh chị những cái sự kiện đó. Cái sự kiện đó rõ ràng cô chú anh chị thấy là những người mà con cháu của là ai, là những người quan chức đó qua bên Texas này mua nhà rất là nhiều, đúng không? Có không? Cái đó có chứ mà không có. Vậy thì tiền đâu để người ta đi đây hả cô chú anh chị, đúng không? Tôi nói sự thật, tôi nói tôi chịu trách nhiệm. Và cô chú anh chị coi, trở lại vấn đề của bà Nguyễn Phương Hằng khởi xướng ra, đó là ông Võ Hoàng Yên, về vấn đề là đi chữa bệnh 14 năm không khỏi, đúng không? Cô chú anh chị nhìn đi, phải 14 năm không khỏi không? Vậy thì ai là những người đứng ra bao che cho ông Võ Hoàng Yên 14 năm đi chữa bệnh không khỏi, đúng chưa? Khi bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng nó lắp bố rồi, ông Huỳnh Uy Dũng thì là bắt đầu là phát tán lên, nói lên thì bắt đầu là cơ quan chức năng vào cuộc, đúng không? Cơ quan chức năng vào cuộc thì sao hả cô chú anh chị? Thì bắt đầu là xác nhận rằng ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh không khỏi. Và những cái người mà chữa bệnh, bệnh nhân đó, thì người ta lên tiếng rất là nhiều. Vậy thì lý do gì hả cô chú anh chị? Cô chú anh chị coi những cái bức hình của là ông Võ Hoàng Yên chụp hình với ông là chủ tịch nước đó, đó là ông Nguyễn Xuân Phúc đó, đúng không chưa nào? Tôi chỉ đưa cho cô chú anh chị những cái dữ kiện đó đó, rồi tự cô chú anh chị nhìn sự kiện đó và tự đánh giá. Tôi nói là tôi chịu trách nhiệm, nhìn đó và thấy đó, đúng không? Và bây giờ tôi theo báo, tôi đọc báo ha, cái này tôi đọc báo, báo đưa ra như thế nào thì tôi nói cái đó. Tôi ấy đây, bây giờ báo nói trước nha. Nhưng trước khi mà báo nói đó thì tôi phải cho cô chú anh chị nghe là ông tổng nói gì nói, tôi khoái ông tổng, nói gì thì nói, ông tổng là số 1. Nghe ông tổng nói trước rồi chúng ta đi bình luận về vấn đề này. Rồi ông tổng nói nè, ông tổng với ông tổng nào không cô chú anh chị? Đó là ông là ai? Đâu không có cái này, phải ông tổng đây, đâu mất rồi, hồi nãy ông tổng đâu rồi, đây ông tổng. Nghe ông tổng nói trước nha, phải không? Nghe ông tổng nói trước rồi chúng ta sẽ đi phân tích. Đây là ông tổng nói, ok, ông tổng nói. Rồi ông, rồi bác tổng nói đi nha. Bác tổng nói đã không xứng đáng thì thôi, từ chức sớm đi. Nếu đã vi phạm rồi, thấy tay nhúng tràn rồi, tốt nhất là thôi xin thôi đi. Đó là nhân đạo, nhân ái, nhân tình. Đã có rất nhiều trường hợp như thế và tới đây còn nữa, cứ chờ xem. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói với cử tri Hà Nội vào sáng ngày 13 tháng 5 để trao đổi nhiều vấn đề trước thềm kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 khai mạc vào ngày 22 tháng 5 tới đây. Tổng Bí thư khẳng định phòng chống tham nhũng không phải nội bộ đánh nhau, phe nọ đánh phe kia, mà là hành động vì đất nước, vì nhân dân. Việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh là thể hiện tinh thần đấu tranh phòng chống tham nhũng toàn dân. Tất cả các cấp cùng làm, chứ không phải ở dưới không làm gì để Trung ương làm hay là Trung ương xuống làm hộ. Trung ương không xuống làm hộ, anh nào, địa phương nào không làm được thì xử lý. Thay anh ấy đã không xứng đáng thì thôi, từ chức đi. Đó là nhân đạo, nhân ái, nhân tình. Đã có rất nhiều trường hợp như thế này và tới đây còn nữa, cứ chờ xem. Tổng Bí thư nói thêm. Đấy, đấy, nghe chưa? Nghe chưa? Đó, đây là bác tổng nói đó, đúng chưa? Đúng không? Nếu không cảm thấy không có được, xin từ chức đi, đừng để cho người ta là từ ấy. Và cô chú anh chị thấy rõ ràng là ông Nguyễn Phú Trọng chưa? Xin từ chức đúng không? Ông ta cũng là chủ tịch nước đó. Lý do gì xin từ chức hả cô chú anh chị? Tất cả những cái gì là đều phải có nguyên nhân động cơ của nó. Ông đây ông tổng nói nè, tôi có nói làm cảm thấy đúng không? Là tham ô tham nhũng cái gì đó, đúng không? Cảm thấy ok, xin từ chức đi, đừng để cho người ta lên tiếng. Đấy là ông tổng nói nè, đúng chưa? Và hôm nay thì sao? Kỳ họp bất thường, bất thường, đây bất thường. Tôi đưa báo thôi, tôi đọc báo thôi nha. Tôi đọc báo thôi. Đây, đọc báo. Nhưng mà trước tiên á thì phải nói tới ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trước. Nha, ông chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trước, đúng không? Tại vì ông này có chụp hình chung với là ông Võ Hoàng Yên. Và có rất nhiều người thì nói rằng á là phe cánh hội nhóm, và cái đó là mỗi người mỗi ý kiến. Đúng không? Mỗi người mỗi ý kiến. Đó, cái đó là sự bình luận của cô chú chị. Và những lời bình luận của cô chú chị nhớ nhá. Nhớ bình luận cho cẩn thận vào. Vì đây nó có liên quan tới chính trị. Nên nhớ là bình luận phải cẩn thận, là hoặc thôi đừng có bình luận.
nha cô chú anh chị. Và nên nhớ rằng bình luận là phải cẩn thận. Tôi không có khuyến khích cô chú anh chị là nói này kia. Tôn Đức Phạm nói thì Tôn Đức Phạm chịu trách nhiệm nha. Tôi chỉ đưa cho cô chú anh chị những cái dữ liệu, những cái việc đó, và cô chú anh chị nhìn, nhưng mà nhớ bình luận phải cẩn thận. Ok. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý để Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa là 13. Đúng chưa? Đấy, báo Tuổi Trẻ. Đầu tiên đó là ông Nguyễn Xuân Phúc xin từ chức năm ngoái, đúng không? Đấy, báo là bao nhiêu? Đó là năm vào 17 tháng 1 năm 2023. Đó là cái thời điểm là ông Nguyễn Xuân Phúc xin từ chức. Đúng chưa? Và bỗng dưng thì hôm nay sao? À, ông Nguyễn Xuân Phúc từ chức vì lý do gì? À, để tôi coi. Tại ngày 17 tháng 1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ chức vụ nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Nguyễn Xuân Phúc. Cái này, ông Nguyễn Xuân Phúc là nghỉ là với lý do là nghỉ hưu. Không có là có về vấn đề là coi như là làm xấu mặt đảng gì nha. Để coi có ông có gì không. Ông Nguyễn Xuân Phúc là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở, được Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, các khóa tin nhiệm phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước. Rồi, để coi thử coi ông có bị cái gì không? À, để coi ông. Ông 69 tuổi thôi, nhưng mà xin nghỉ hưu sớm quá nhé. 69 tuổi nghỉ sớm quá. Rồi, vậy thì ông Nguyễn Xuân Phúc này không có một cái gì hết. Nhờ cô chú anh chị. Theo báo thì là không có, báo nêu là không có một cái gì dính dáng tới tham ô, tham nhũng và làm ảnh hưởng xấu tới đảng. Vậy thì ông Nguyễn, không phải ông Nguyễn nữa mà ông Võ Văn Thưởng này thì sao? Ông Võ Văn Thưởng này, người từng nói về bà Nguyễn Phương Hằng, tôi phải nói trước. Đây, phải nói ông Võ Văn Thưởng nữa, rồi tôi nói về vấn đề ông tại sao ông từ chức. Ông Võ Văn Thưởng xử lý nghiêm kịp thời vụ án, vụ việc tham nhũng. Đây là cái thời điểm là ông ta mới lên giữ chức, đó là ngày 31 tháng 3 năm 2022. Bởi vậy tôi nói cho cô chú chị rằng, nói bằng cái miệng thì hay lắm, nhưng mà thực hành có được hay không mới là quan trọng. Những người thì lúc nào cũng vậy, lên trên á, khi giữ chức rồi tuyên thệ, tôi sẽ vì coi như là cái này cái kia để mà xây dựng đất nước, không tham ô tham nhũng, xử lý nghiêm các tình trạng cái này cái kia. Nhưng mà rốt cuộc là sao cô chú? Rốt cuộc là mình cũng y như vậy thôi. Cô chú anh chị thấy ông là đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng chưa? Cũng lên nói rằng á, là xử lý cái này á, kêu oan kêu oát cái gì, nhưng rốt cuộc thì sao hả cô chú anh chị? Cũng là tham ô, tham nhũng. Và bây giờ cũng bị hốt luôn. Cô chú anh chị thấy chưa? Bởi vậy những cái người lên mạng đó toàn là rao rạng là đạo đức tốt nè, rồi không tham nhũng, là xử lý nghiêm minh con khỉ khô gì. Sao rốt cuộc là mình cũng nhúng chàm hết. Chỉ có ông Trọng ông nói đúng á. Nếu như tay đã nhúng chàm rồi thì lên từ chức đi. Cô chú anh chị thấy là ông là ai? Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng chưa? Đúng không? Là ủy ban thường cái gì con khỉ khô gì lên trên đó là sao? À, là nhờ người dân rồi kêu oan kêu uyết gì. Rốt cuộc là mình cũng đi là sao? Hỏi cô chú anh chị. Cũng đi coi như là tham ô tham nhũng đó. Và bây giờ cũng bị xử lý hết trơn. Đúng chưa? Đấy, nãy giờ không để ý nha. Nhờ Cà Lê làm việc nhanh nhanh chút xíu nha. Tại vì cái việc này có liên quan chính trị nha. Nhanh nhanh chút xíu, nhanh tay nha. Ẩn liền. Tại vì cái này nó có liên quan tới chính trị. Và Tôn Phạm nói rồi, không được là đả kích nha. Tôi chỉ đưa cho cô chú anh chị những dữ kiện đó. Và bình luận là phải chính xác nha. Tại vì cái này nó không có, nó không có coi như là ngon lành cành đào đâu. Nhớ bình luận. Và Cà Lê, anh bóng ma, xử lý những cái bình luận nó không tốt, kích động nè, dẹp qua bên nha. Tôi chỉ đưa cho cô chú anh chị một số dữ liệu vậy thôi, rồi tự cô chú anh chị nha. Đúng không? Đấy, tham ô hết, đúng chưa? Cứ lên là rao rạng đạo đức, nào là thử xử lý con khỉ khô gì, rút cuộc toàn là những nhúng chàm không. Rồi, ông Võ Văn Thưởng xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ án vụ việc tham nhũng. Rút cuộc xử lý sao? Rút cuộc mình cũng bị dính luôn, cô chú anh chị chưa? Này, sáng ngày 31 tháng 3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 7 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự Đảng, Tòa án Nhân tối cao, Ban Cán sự Đảng, Viện Kiểm sát Nhân tối cao. Phát biểu chỉ đạo của hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực nhấn mạnh, Ban Nội chính Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, ông này nhiều ban quá, ông này nhiều chức vụ quá, đúng không? Tôi chỉ đọc một cái khúc ngắn về vấn đề liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng. Nhiều vụ án,
Vụ việc tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhiều vụ việc tồn đọng từ nhiều năm trước và các vụ án xảy ra trong ngành lĩnh vực được cho là nhạy cảm đã được tập trung chỉ đạo điều tra, đi sâu làm rõ bản chất, xử lý nghiêm minh cán bộ cao cấp. Đấy, úi dồi ôi nha. Đấy. Cả đương chức và đã nghỉ hưu có tác dụng đấy nha, có nghĩa là xử lý những người cả vừa đương chức và những người vừa nghỉ hưu luôn. Đó. Răn đe phòng ngừa được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ đánh giá cao. Bên cạnh những kết quả này, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng lưu ý vẫn còn những hạn chế như báo cáo đã nêu, nhất là phối hợp tham mưu chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc còn chậm so với kế hoạch của ban chỉ đạo, phối hợp chỉ đạo hướng dẫn xử lý khó khăn, vướng mắc, nhất là trong các công tác giám định, định giá tài sản, cung cấp thông tin tài liệu đánh giá chung, chứng cứ, quan điểm xử lý vẫn còn hạn chế. Có lúc có việc công tác phối hợp vẫn chưa thực sự nhịp nhàng, có biểu hiện quyền anh quyền tôi, có vụ việc chậm được hướng dẫn chỉ đạo xử lý hoặc hướng dẫn thiếu thống nhất gây khó khăn kéo dài trong xử lý một số vụ án, vụ việc ở địa phương. Nhắc lại phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư tại hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính vừa qua, ông Võ Văn Thưởng lưu ý đây là tư tưởng, quan điểm chỉ đạo quan trọng trong công tác phối hợp giữa các cơ quan nội chính, nói chung là giữa bốn cơ quan nói riêng. Các cơ quan tiếp tục tăng cường phối hợp tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thường trưởng ban chỉ đạo có vụ việc thì phải xác minh, làm rõ, tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu, xử lý đến đó, có dấu hiệu phạm tội là phải khởi tố, điều tra, kết luận, có tội phải truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật và không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ, không chịu sức ép của bất cứ tổ chức cá nhân nào. Ồ, nói hay quá. Ông Thường nhấn mạnh những vụ vi phạm có tính chất thách thức đối với đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, thách thức dư luận xã hội, cần xử lý nghiêm minh và kịp thời. Một số vụ án cần đẩy mạnh hơn, nhất là các vụ việc mà dư luận xã hội quan tâm liên quan tới nhiều người, đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt đã có chỉ đạo phải khẩn trương giải quyết. Dẫn chứng ba vụ việc xử lý vừa qua có tác dụng xã hội tốt, xa hơn là vụ xử lý nhóm Báo Sạch. Đó, Báo Sạch là cái báo mà hồi xưa ông cô chú anh chị nhớ là ông gì quên mất tiêu rồi nha. Báo Sạch đấy, cô chú anh chị mình quên rồi. Trương Châu Hữu Danh. Gần đây là xử lý vụ bà Nguyễn Phương Hằng và mới đây là vụ thao túng thị trường chứng khoán. Ông Võ Văn Thưởng nêu rõ đây là ba vụ sai phạm có tính chất thách thức đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhưng xử lý đó là nghiêm minh kịp thời. Ok, nói hay lắm. Nói hay lắm, khi nhậm chức thì nói rất là hay, ông bà nào cũng vậy. Bởi bây giờ thì sao hả cô chú anh chị? Vì lý do gì ông Võ Văn Thưởng là sao? Đây, bắt đầu ông Võ Văn Thưởng, đây báo cũng là báo. Tôi vẫn đang dẫn báo nha, tôi đọc báo đó, tôi đọc coi nha, tôi chưa bình luận nha. Đây, tôi lấy báo để tôi so sánh. Báo lúc trước, báo Tuổi Trẻ lên thì ông Võ Văn Thưởng là đương chức, nói rất là hay, xử lý nghiêm những cái việc mà tham úng, tham nhô, tham cái gì đó, đúng chưa, không có vùng cấm. Thì bây giờ thì ai? Đây, Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ. Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ. Ôi má ơi, kinh nhờ, ông này giữ ghê quá ha. Chủ tịch, cái nào, Chủ tịch liên, úi dồi ôi, Phòng An ninh và nhiệm kỳ 2021, mới 21, 26 thôi, còn 2 năm nữa mà. Thì tại sao mà coi như là xuống nhanh thế, hả cô chú anh chị? Rồi. Ngày 20 tháng 3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác đối với ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026, xem xét thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và nhà nước. Tuy nhiên, vừa qua theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Võ Văn Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Cô chú anh chị nhân nhớ như thế này. Tuy nhiên, vừa qua theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng,
ông Võ Văn Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Vậy thì đảng viên quy định là không được làm là những việc gì? Hả cô chú chị? Đúng không? Dĩ nhiên rồi, tham ô, tham nhũng, bao che là vi phạm vào đảng rồi. Thì dĩ nhiên là sẽ bị loại trừ thôi. Cũng như ông Nguyễn Phú Trọng đã nói, Bác Đồng nói hay quá, đúng không? Không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân ông. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, nhà nước và nhân dân, ông đã có đơn xin thôi giữ chức chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Quá sớm mà. Quá sớm. Nhưng đây cũng là một cái hay, rằng người ta biết sai. Cũng giống như bây giờ ở cô chú anh chị thấy là ở nước ngoài đó, nhất là nơi Mỹ này. Nếu như mình cảm thấy mình sai, hoặc là cô chú anh chị thấy là ông thủ tướng gì ở bên Nhật, đúng không? Khi người ta có một cái vụ việc gì mà nó không được lòng dân, đúng không? Và người ta hứa mà người ta làm không được, thì người ta xin từ chức. Đó là cái danh dự còn của người ta. Còn nếu như người ta làm mà không được, nên hứa này hứa kia và làm không được, đúng không? Thì sao? Nhưng mà vẫn có là sao? Muốn giữ cái chức đó, muốn giữ cái ghế đó, là những người đó không có là sao? Không có danh dự. Ông Võ Văn Thưởng này, dù gì đi chăng nữa, ông ta xin thôi từ chức là còn có trong danh dự, xin từ chức là còn trong danh dự. Vì những cái lời nói của ông khi ông nhiệm chức đó, năm 2023 đó, nói rất là hay, xử lý nghiêm những vụ này vụ kia và không có vùng cấm. Nhưng bây giờ chính ông lại là người coi như là đã vi phạm vào những cái chuyện của đảng nọ kia, đúng không? Tham ô cái gì đó mà người ta chưa khui ra thôi. Ông xin từ chức, đó là từ chức trong danh dự. Cô chú anh chị thấy ông có nhờ Lưu Bình Nhưỡng chưa? Như thế nào? Nên cũng nói hay lắm, đúng không? Lão nào kêu oan cho người dân này, kêu oan cho người dân kia. Nhưng rốt cuộc là cũng sao? Cũng dính vô là tham ô tham nhũng thôi. Cô chú anh chị thấy kinh không? Đó. Căn cứ quy định biện hiện hành của Đảng, nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thưởng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 21-26. Và ở đây nói thêm là bà Hoàng Thị Loan, Hoàng Thị Thúy Lan. Đấy, ê, cô Lan Hai Lóc, cô Lan Vlog. Nhà cô cũng tên Lan đấy, cẩn thận nha, cô cũng là tên Lan, cẩn thận nha. Tại vì những người tên Lan bây giờ nó nguy hiểm lắm. Tại sao? Hiện tại bây giờ bà Trương Mỹ Lan, rồi bây giờ là bà Hoàng Thị Thúy Lan, rồi bây giờ còn có Đinh Lan nữa nha. Cô Lan cẩn thận, những người tên Lan hãy cẩn thận. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, thực hiện quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định. Đấy, cô chú anh chị thấy chưa? Đấy, trong một nhiệm kỳ mà tới là tới 3 người làm Chủ tịch nước. Hồi xưa thì ông là Trần Đại Quang, cũng Chủ tịch nước. Sau đó ông là Băng Hà. Sau đó là tới ai? À, cô chú anh chị. Tới ông Võ Văn Thưởng đúng không? Đó. Ở đâu? Ông Nguyễn Xuân Phúc. Cho tới bây giờ ông Võ Văn Thưởng. Bây giờ thì sao? Ông Võ Văn Thưởng xuống thì bà gì đó? Bà lên bà làm. Cô chú anh chị thấy nhanh chóng chưa? Rồi, bây giờ còn tin gì nữa không? Đó, bây giờ chúng ta nghe lại ông cái gì đây? Ông Bắc Trọng ông nói gì nha, để nghe đâu đó tiêu rồi. Đâu rồi. Nghe chút xíu đi, đúng không? Đâu rồi, không phải cái này. Nghe này, đúng không? À, thôi giữ chức đi cho nó nhanh. Rồi. Đã không xứng đáng thì thôi, nên từ chức sớm đi. Nếu đã vi phạm rồi, thấy tay nhúng tràn rồi, tốt nhất là thôi xin thôi đi. Đó là nhân đạo, nhân ái, nhân tình. Đã có rất nhiều trường hợp như thế và tới đây còn nữa. Cứ chờ xem.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói với cử tri Hà Nội vào sáng ngày 13 tháng 5 để trao đổi nhiều vấn đề trước thềm kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 khai mạc vào ngày 22 tháng 5 tới đây. Tổng Bí thư khẳng định phòng chống tham nhũng không phải nội bộ đánh nhau, phe nọ đánh phe kia, mà là hành động vì đất nước, vì nhân dân. Việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh là thể hiện tinh thần đấu tranh phòng chống tham nhũng toàn dân. Tất cả các cấp cùng làm, chứ không phải ở dưới không làm gì, để Trung ương làm hay là Trung ương xuống làm hộ. Trung ương không xuống làm hộ, anh nào, địa phương nào không làm được thì xử lý, thay anh ấy đã không xứng đáng thì thôi, từ chức đi. Đó là nhân đạo, nhân ái, nhân tình. Đã có rất nhiều trường hợp như thế này, và tới đây còn nữa, cứ chờ xem. Tổng Bí thư nói thêm. Coi chú anh chị đây, đây là ông Bắc Trọng nói nhá, đúng không? Đây là đang học tập theo cái kiểu ở nước ngoài đấy, đúng không? Làm không được, nếu tay đã lỡ nhúng chạm rồi thì làm ơn ha, thôi giữ chức đi, chứ đừng để cho người ta khui ra. Ôi gì đó, nếu như người ta khui ra đó nha thì là còn chết nữa. Cô chú anh chị thấy không, đơn giản cô chú anh chị nhìn ông Lưu Bình Nhưỡng thôi, cũng là đại biểu Quốc hội đó, đúng không? Ủy viên cái gì mà phó ban nhiệm cái gì đó, đúng không? Nhưng mà vẫn cứ lên rồi sao? Không có chịu thôi chức, đúng không? Lên vẫn cứ nói nọ nói kia, đâu nói hay lắm, thế là sao? Cũng bị là sao? Hốt. Đây là một cái bằng chứng. Cô chú anh chị, bởi vậy sao mà bà Hằng á, bà biết nhiều. Như cô chú anh chị biết nhiều lắm. Bà nói tới ai là rụng rốn, rụng ghế hết trơn, đúng không? Bây giờ tôi cho cô chú anh chị một số tin tức ở bên Facebook nha. Đây, bây giờ tôi sẽ cho cô chú anh chị một số tin tức ở trên Facebook. Thì Facebook thì cô chú anh chị cũng biết rồi. Nhà báo Phan, tôi thì đợi cho xíu coi. Thôi chắc cũng nhiều đó, cũng đủ rồi, đúng không chứ? Báo chí anh chị, tôi nói phải nói cũng đủ rồi, đúng không? Nhìn là chúng ta cũng đã biết được cách những cái sự kiện này rồi. Nói hay lắm. Nói thì ông nào nói cũng hay hết trơn á. Ông nào lên nhậm chức vào phát một là ông nào cũng là tôi sẽ là vì nhân dân, vì đảng, vì cái này, vì cái kia tuyên thệ, đúng không? Nhưng rốt cuộc làm không giống ai, đúng không? Cũng tham ô tham nhũng rồi, cũng vi phạm, tay cũng nhúng chàm thì cũng bị thôi, đúng không? Thôi, nhiều đó thôi nha, sợ quá, đúng không? Hãy cứ để đi. Đó. Đó, cái gì? Nhúng chàm cái gì? Bà Hằng cái gì? Bây giờ tới phần giao lưu. Cô chú anh chị muốn nói gì? Thế cứ nhúng chàm xong là từ chức là sao? Nghe kỳ kỳ nhỉ? Không bị xử lý? Tôi không biết, hỏi thế yêu cầu Tony trả lời cho tôi hiểu. Cô chú anh chị nên nhớ rằng, cô chú anh chị thấy coi những cái bộ phim mà Kim Hiệp, Kim Bài Miễn Tử chưa? Cô chú anh chị coi chưa? Đúng không? Cô chú anh chị phải coi những bộ phim mà Kim Bài Miễn Tử đó. Tại sao mà người ta lại có những cái Kim Bài Miễn Tử? Đúng không? Đó, nó đặc quyền là chỗ này. Nó đặc quyền là chỗ này nè. Nên nhớ như là như vậy. Kim Bài Miễn Tử chỉ có là trong là người nhà tôi biết thôi. Tứ trụ biết thôi. Kim Bài Miễn Tử. Đúng không? Tôi chỉ nói như vậy thôi là cô chú anh chị biết rồi. Còn những người khác thì bảo đảm. Đó. Đúng không? Chỉ có như đó thôi. Kim Bài Miễn Tử là sẽ được thôi. Còn nói thật cho cô chú anh chị là ngoài những cái Kim Bài Miễn Tử ra, em nào cũng không có vùng cấm hết nha. Mà chính ông là Võ Văn Thưởng này cũng từng nói mà, không có vùng cấm. Nhưng mà rốt cuộc á thì ông cũng không có vùng cấm luôn. Nhưng mà bây giờ thôi, ông xin thôi từ chức rồi. Ông thôi từ chức rồi thì thôi. Cô chú anh chị, đây cũng là một cái việc là từ chức trong danh dự nha. Chứ người ta khui ra, người ta nói làm sao cô chú chị? Cái hũ mắm đó hãy nên đậy cho nó kín lại. Còn nếu như mà mở ra và khui ra, úi dồi ôi, nó thui rình. Cả làng ai cũng nghe, cả làng ai cũng ngửi hết. Nên thôi, sao đóng nó lại. Cô chú chị thấy chưa? Đóng lại là chắc cú đi. Nha, rồi, đó là tôi trả lời cho bà. Coi như bà Hằng. Bà Hà là sao? Cứ tùy theo người thôi. Tùy theo người có miên có Kim Bài Miễn Tử thôi, chứ không phải ai cũng có nha, không phải ai cũng có đâu, chỉ dành cho những người là tứ trụ mà thôi, không phải ai cũng có đâu. Nhưng mà ông này thôi từ chức thì cũng là ngon rồi. Nhưng nực cười ở một chỗ rằng khi mà mình nhậm chức, khi mà mình nói thì mình nói người ta, mình xử lý nghiêm. Bà Hằng
đúng không? Không có vùng cấm, rồi xử lý nghiêm cái này người này, xử lý nghiêm kia, rồi chậm chậm này chậm kia. Nhưng rốt cuộc là sao cô chú anh chị? Tay mình cũng nhúng chàm luôn. Ông Lưu Bình Nhưỡng cũng vậy, thấy chưa? Cũng lên, nào là người dân oan nọ kia lên hô hào, rồi là mọi dân oan nọ kia gửi thơ gửi thiết đến để mà ông đi ông nói. Rốt cuộc là sao? Cũng đi là dính chàm luôn, cũng là tham ô tham nhũng luôn. Nói bằng cái miệng không à? Nói bằng cái miệng không à? Không ai làm được cái gì hết trơn á. Người dân á là cái người khổ nhất. Còn sao? Ông nào bà nào cũng vậy. À, tôi chỉ tôn trọng ông Trọng thôi. Ông Trọng nói rất là hay. Bởi vậy á, tôi chúc cho ông Trọng sống thêm vài năm nữa. Sống thêm vài năm nữa nha ông Trọng. 10 năm nữa đi. Ông bao nhiêu tuổi ra? 7 mấy rồi đúng không? 10 năm nữa đi. Đã đủ rồi. Nhà cô chú chị là đủ rồi. À, là những em nào đúng không? Còn sống là còn nhiều người còn đi xa. Bởi vậy tại sao bà Hằng nói bác Trọng ơi, đúng không? Kêu tới bác Trọng luôn đó. Và bác Trọng bây giờ bác cũng đã lên tiếng rồi. Cô chú anh chị thấy không? Thôi, nhiều đó đủ rồi ha cô chú anh chị, 30 phút thôi. Rồi, xin tổng chào cả nhà mình nha. Và nên nhớ cái chủ đề này nó hơi nhạy cảm, nên cô chú anh chị nhớ bình luận cho nó cẩn thận. Tôn Đức Phạm không khuyến khích nha. Tôn Đức Phạm nói là Tôn Đức Phạm chịu trách nhiệm. Nhưng những lời bình luận của cô chú anh chị nhớ cẩn thận. Nghe, nó tế nhị chút xíu, đừng có đi sâu quá. Đi sâu là cô chú anh chị sẽ bị cái này cái kia đấy. Tôn Đức Phạm khuyên nha, Tôn Đức Phạm chỉ là Tôn Phạm nói thôi. Tôn Đức Phạm nói chịu trách nhiệm, nhưng cô chú anh chị bình luận là cũng chịu trách nhiệm đấy. Thôi, nhiêu đó đủ rồi, vui cái gì? À, lớn hết rồi, hãy cẩn thận. Nha, cẩn thận thôi, nhiêu đây đủ rồi, nha, 30 phút đủ rồi, tin tức chi nhiều, bây giờ nói xàm xàm cũng vậy thôi. Nói xàm xàm mất công lại hồi nó nói tầm bậy tầm bạ lại dính chàm nữa. Lời bác Trọng bác nó nói thôi mày tay mày dính chàm rồi thì bây giờ mày nghỉ đi thôi, tôi không chơi nha. À, và tôi thôi nói nhiều đây thôi, không nói nhiều nha. Xin tổng chào cả nhà mình, cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Xin tạm biệt, bye bye.